Phía nam diễn viên bị tố giả mù đóng với Võ Hoàng Yên lên tiếng. Bất ngờ Hồng Ánh bị chỉ trích ngược, biết mình nói sai rồi im lặng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra là thật sự thất đức. Sau những ồn ào về lời tố của Hồng Ánh, phía nam diễn viên bị cho là giả mù để dàn dựng với Võ Hoàng Yên đã chính thức lên tiếng. Liên quan tới vụ việc xoay quanh diễn viên Hồng Ánh, tố một nam diễn viên cố tình giả mù cùng ông Võ Hoàng Yên dàn dựng video lừa đảo xuất hiện tình tiết đáng chú ý. Theo đó, có nguồn tin cho biết đây là đoạn video cắt từ phim cũ chứ không phải là clip chữa bệnh như Hồng Ánh đã lầm tưởng. Được biết, nam diễn viên vướng phải lùm xùm giả là Bùi Công Danh. Anh chàng này từng tham gia một vài bộ phim truyền hình và có xuất thân từ sân khấu kịch Hồng Vân. Không chỉ vậy, nam diễn viên còn từng chụp hình cùng nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh. Anh tham gia đội kịch Tuổi Ngọc từ năm 7 tuổi. Nam diễn viên cũng là một giọng nam lồng tiếng cho các bộ phim truyền hình. Sở dĩ có những lùm xùm là do gần đây, sau khi xem xong một đoạn video trên mạng xã hội, Hồng Ánh cảm thấy bức xúc và để lại bình luận thẳng thắn, chỉ ra vấn đề nam diễn viên đang cố tình giả mù để làm bệnh nhân của ông Võ Hoàng Yên. Nữ diễn viên viết, không hiểu sao một clip dàn dựng vụng về, dở từ kỹ thuật âm thanh cho đến diễn xuất của các diễn viên chính và phụ là ông thầy và ba bạn diễn viên, vậy mà vẫn có người tin, clip có lượt view và tương tác khủng khiếp. Tuy nhiên sự thật không phải như diễn viên đã tố, đoạn clip mà Hồng Ánh xem thực chất là một đoạn cắt từ phim ngắn Nhân Quả Cuộc Đời 3, Định Mệnh, được phát sóng từ năm 2018. Bên cạnh đó có một tài khoản Facebook đã lên tiếng ném đá Hồng Ánh và yêu cầu nữ diễn viên đính chính để trả lại danh dự cho đồng nghiệp. Cụ thể, người này cho rằng chị Hồng Ánh quá đáng ghê luôn, người ta đóng phim xong bị lôi ra để chỉ trích. Chị làm diễn viên mà không phân biệt được đâu là clip đời thường với phim hay sao? Yêu cầu chị Hồng Ánh đính chính trả lại danh dự cho đồng nghiệp nhé. Chị làm nghề mà chị phát biểu khi không tìm hiểu như vậy để cộng đồng mạng tấn công đồng nghiệp của mình là vô cùng thất đức đó chị Ánh ơi. Tội nghiệp bạn diễn viên, chị Hồng Ánh biết mình nói sai rồi im lặng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra là thật sự thất đức á. Mong chị sớm đính chính. Trước những ồn ào của dư luận, phía Hồng Ánh vẫn giữ thái độ im lặng và từ chối trả lời về vấn đề này. Điều đó dẫn đến việc nhiều khán giả bức xúc cho rằng nữ diễn viên vẫn chưa tìm hiểu rõ vấn đề đã lên án người khác. Thậm chí ngay cả khi đã biết được sự thật mà cô vẫn không lên tiếng đính chính khiến cư dân mạng bất bình. Còn đại diện kiêm quản lý của nam diễn viên Bùi Công Danh cho biết hiện không muốn chia sẻ về sự việc ồn ào mà nam diễn viên muốn tập trung vào công việc hiện tại. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi những thông tin của Chuyện Của Sao. Đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ kênh và không bỏ lỡ những video mới nhất nhé.